Dâu 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 và con sâu chào ông năm trăm anh em đã quay trở lại của MBG trong series loại PK server, và đây là Taka đến từ server QQ cho đang trong chế độ classic cơ bản kế thừa chọn thẻ anh em nhá. Đừng quên 30 giờ ngày chúng ta 11 giờ 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình hãy like subscribe kênh Đầu YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến thế giới cao em. Luôn được cập nhật đăng tải update thường xuyên này, rất mong được sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho MBG với cả hai kênh Đầu Gaming và Đầu YouTube anh em nhá. Nóng được quá, trời ơi. Nhưng mà chúng ta đang khổ luyện, dạo này đang béo quá anh em ạ. Cứ gầy được mấy hôm xong lại béo hú lại. Người lại wow, ích, mệt mỏi thật sự anh em. Ông cáo của ích xong mệt mỏi thật sự. Edit and go. Zero. Ui, cái này lấy Kula 15 chứ anh em đúng không? Cái này phải lấy Kula 15 anh em ạ. Cởi mẹ quần ngồi cho nó mát. Chào Terry 13 single 02 UM, đối đầu với chúng ta sẽ là Kula và PC. Kula 15 này có cái gì nhỉ? Kula 15 này là kỹ anh em. Kula 15 này là kỹ. Thực ra là mình cũng chưa chơi Kula nhiều đâu nha. Không biết hiện tại như nào các bạn. Ủa, gì vậy? Thả tong mặt. Thề các bạn, thả đúng một bông tuyết vào đầu con gì nhở? Con Ly Sang Phây các bạn. Ờ đúng, phải con Ly Sang Phây nhở? Đúng. Duy nhất một bông tuyết vào đầu con Ly Sang Phây chết luôn. Không nhìn kiểu nhìn hãi mặt trời luôn. À, đứng một bông tuyết rồi các bạn, không cần đến bông tuyết thứ hai. Không cần giấc mơ tuyết trắng thứ hai nhé các bạn. Đừng nói thả phát Terry chết luôn anh em. Thực ra đấy không phải bông tuyết đâu các bạn, người tuyết thì đúng hơn. Vì trên đầu Kula có 4 con người tuyết đấy anh em nha. Đúng rồi, mình là có lẽ là đấy là thả người tuyết anh em ạ. Tôi nghĩ đấy là thả người tuyết anh em ạ. Tôi nghĩ đấy là thả người tuyết anh em ạ. Đấy, có gì đâu. Mạnh mỗi lúc độc chiêu anh em. Mạnh mỗi cái độc chiều ạ. Đâu có cái vẹo gì không anh em. Ngoài cái độc chiều không là có gì anh em. Ái da. Thằng cái láo nhè. À có cái phản đấy anh em ạ. Ngoài cái độc chiêu ra còn có cái phản nữa. Bây giờ anh biết anh em. Ngoài cái độc chiêu ra thì còn biết thì còn có cái phản nữa. Một chiến thắng tương đối dễ dàng của MBG trước đối thủ đến từ server 647. Và chúng ta cùng đến với người đấu tiếp theo nào. Đối thủ tiếp theo của chúng ta, con hàng sẽ tự nguyện hy sinh trong người đấu tiếp theo, gọi tên Iori của server bao nhiêu chưa kịp nhìn. Ấy là Robert và Kate mỗi người một nơi. Ăn đéo single Isla nha. Chọn Isla nha. Giáp à? Giáp 15 à? Giáp 15 và hen. Giáp 15 thì khoai đây. Tê liệt. Tê liệt thằng trước. À tê liệt thằng sau, không tê liệt thằng trước anh em. Cũng có giảm nộ à. Cũng khó
Khó chịu nhỉ. Đánh nhau vẫn máu vậy. Đánh không mất máu vậy anh em. Đấy. Được nó rồi. Làm gì được nó không anh em? Khả năng không ổn rồi. Nó bong rồi. Sai lớn nữa. Chó lợn thật. Mình giết mình một rồi, mình chưa giết được ai. Giáp nó lại còn cứ đi thích cơm mông nữa chứ lại. Gồng cứ đi thích cơm mông ở đây à? Mày gồng cứ đi thích cơm mông ở đây à Giáp? Như thế nào? Mày nói xem nào. Trời ơi, những giây phút quyết định, ai mới là người chiến thắng? Những giây phút quyết định ai mới là người chiến thắng? Yêu đi của server 686 đã có Meili Init Mai kèo này. Này mết bên này có cái vẹo gì đâu mà đúng nhỉ? Ai biết tên này là mình giết người mà giải hiệu ứng được nhỉ? Ai biết thì phải ai biết bên kia chứ nhỉ?
Nightmare to Enico. Em bỏ mẹ gì nhé. Không có nào hồi nộ nhỉ. Mẹ nó chứ lại choáng, lại hồi máu, lại giải ra chứ. Trời ơi, những phát đánh nó choáng như lại. Phát đánh nó choáng, mẹ này. Choáng mất nữa à? Không bay đi được nhỉ? Nó vẫn bay được anh em. Ồ, thiếu đúng một hit. Thiếu đúng một hit kìa. Thiếu đúng một hit kìa anh em. Ôi, quý tỏ. Thật phát đấy không biết làm nào để đánh làm sao tính cho con Guenico giữ lại được cái mạng của nó. Quả đấy nổ chí con Guenico là mẹ cú này, gọi cú qua là kill đến từ cụ này gọi đấy. Tí nữa thì chúng ta có cú qua là kill dành cho cụ. Epsumo Tachibana Okio kẻ chém dòng hào hát và Mukai nhỉ. Mukai của cải tín. Hào hát bên này chém tanh, có cái vẹo nữa. Chứ có giảm nộ đâu mà, giảm thủ. Cá tè à? Silent.
Chịu nhè. Đánh mất nộ là được anh em. Mẹ mày chém sắt như chém bùn đây anh em. Chém sắt như chém bùn là còn không tin. Mẹ ôi lạ. Phải cứt đủ mẹ này. Cày thế. Dạo này bị nào nhỉ? Dạo này không biết là bị thế bỏ mẹ nào. Cứ đang chơi lại văng game ra ngoài. Không phải văng một phát đâu nhỉ? Cứ đang chơi kìa. Hai đang nghệ quyết quyết định văng phát là hơi ngáo nhỉ. Thỉnh thoảng lại văng cho phát cay thật sự luôn. Rugo 15 của Seoul 593. Chúng ta có tướng quân Hander. Lại là bộ đồi Robert 202 UM và New Mr. Karate. Cái này vẫn ly sang phơi như gọi. Và một lần nữa củ cải tím sẽ đối đầu với New Mr. Karate. Liệu rằng lần này nó có khác hay không hay lại bị văng game đấy gọi. Liệu rằng nó có khác không hay lại bị văng game đây. Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth New Mr. Kata. Cục liệt thế Robert, mẹ tí nó chém mày bỏ mẹ. Lấy được luôn được cái nội tại Karate ảo ma vậy. Ngay mà còn chém chí rồi. Nguy hiểm thật sự nhỉ. Nguy hiểm thật sự, không phải nguy hiểm vừa đấy nhỉ. Ghê. Yeah. Đang làm thế dạy. Nào Elizabeth à. Elizabeth đã hẹo anh em ạ. Mình như Mr. Karate làm được cái gì đây? Rất khó đấy các bạn ạ. Nhịp vừa rồi chúng ta bang vừa đủ vào để có thể sốc down được con Elizabeth kia. Có
có tình huống sai lầm đến từ vị trí của chiếc thỏa. Giảm nộ, Mai đừng đua xuống. Đây là Mai vơ nhé các bạn. Giỏi, mình giảm nộ Mai ta nữa đi. Có khi nó vẫn giảm nộ Mai anh em nhé. Mai lại bị giảm nộ thật. Ồ, con này mất nội tại rồi mà sao bây giờ mày lại phun cây về mày có vấn đề gì à? Mày có vấn đề gì à? Mang máng thằng ấy mất nội tại mà tự nhiên nó về phun cây được nha, đúng không? Chuyện lệ. Đến trận đấu tiếp theo này, cũng là trận đấu cuối cùng rồi. Kyo sao 313. Chúng ta có Trang Béo. Yorizi. Lại là Mai. Kèo này cầm Sun 15 nha anh em đúng không? Sun 15 Enduro. Cắt vào sớm thì vẹo gì. Có khi chuyển sang giết con ăn được cắt trước. Tay này thì nghe vẻ không ổn lắm.
chiều, nó làm gì được. Ăn được cắt ra đấm cả hai thằng vậy. Chịu rồi, bất lực anh em ạ. Chịu rồi, bất lực rồi. Ok anh em ơi, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha. Sửa game bạn, thank you. Không chống được.